អញ្ចឹងគ្នាយើងធ្លាប់លើ DFD ឬក៏ data flow diagram ភាគច្រើនយើងរៀននៅ system analysis ឬក៏ software engineering អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងមួយ DFD ឬក៏ data flow diagram គឺយើងនឹងទៅសិក្សាអំពី flow chart នៃ data របស់យើងថាវារត់បែបម៉េចឯបែបម៉េចអូខេហើយគេសួរយើងពីសំណួរនៅកន្លែងនេះអ្វីជា data flow diagramហើយអ្វីជាអូខេ what are your DFD need តែយើងត្រូវការអីសម្រាប់ DFD របស់យើងហ្នឹងអូខេចឹងខាងក្រោមនេះជា content ដែលយើងមាននៅក្នុង website នេះទីមួយគឺនិយាយពី what is data flow diagram history នៃ data flow diagram ហើយនឹង symbol ហើយនឹង notation នៅក្នុង data flow diagram data flow diagram rule ហើយនឹងdata flow diagram level ហើយនឹង layer ហើយនឹង example នោះទេហើយខាងក្រោមទៀតគេ compare រវាង DFD ជាមួយ UML ឬក៏ unified modeling language អូខេមួយទៀតគេនិយាយអំពី logical DFD និង physical DFD ហើយនឹងចុងក្រោយគេនិយាយអំពី how to make data flow diagram អូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅអ្វីជា data flow diagram តិចទៅជាគេប្រាប់ថា data flow diagram map out the flow of information for any process or system ចាំមានន័យថាវាគឺជាព័ត៌មាននៃ process ឬក៏ system របស់យើងចាំឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរមាន login system មួយចាំអ្នកនរមានព័ត៌មានឯខ្លះឬក៏មាន process ឯខ្លះលើកយកមកអស់មកអូខេមួយទៀតគេដាក់ថា it use define a symbol like rectangle circle or row អញ្ចឹងលោកសុំអត់លើកកន្លែងហ្នឹងទេតាក់ទងមួយ symbol វាបងប្អូនអាចមើលនៅកន្លែងនេះលោកគ្រូបោះចូលគ្រប់អូខេអញ្ចឹងវាមាន symbol បែងចែកជា4ផ្នែកផ្នែកទី1គឺយើងនិយាយអំពី entity ផ្នែកទី2យើងនិយាយពី process ផ្នែកទី3និយាយអំពី store ហើយនៅផ្នែកទី4និយាយអំពី flow អញ្ចឹងចូលដល់ symbol នេះហើយបងប្អូនមើលទាំងអស់ហ្មងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង symbol ដែលលោកគ្រូដាក់លើក្តារធាននេះជាមាន Jordan ជាមួយនឹង Marco Gane ជាមួយនឹង Sasson ហើយនឹង SD ADM អញ្ចឹងអាខាងលើ3នេះវាជាប្រភេទនៃ data flow diagram របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើ internal entity ជា rectangle ជាមានន័យថាទាំងអស់គ្នាប្រើ symbol របស់ Jordan បើសិនជាទាំងអស់គ្នាប្រើតាក់ទងមួយ external ឬក៏ entity នឹងជា rectangle sorry ជា square quer ជំនាញថាទាំងអស់គ្នាប្រើរបស់ Gane ឬក៏ Sasson តណាត់ចំណែក process បើទាំងអស់គ្នាប្រើ cycle មានន័យថាយើងប្រើរបស់ Jordan បើយើងប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងចតកោណដែរក៏ប៉ុន្តែវារៀងធំខាងលើអញ្ចឹងយើងប្រើរបស់ Gane data store ដូចគ្នាបើយើងប្រើតាក់ទងជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញាមួយនោះអញ្ចឹងយើងប្រើ data store របស់ Jordanក៏ប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាប្រើនិមិត្តសញ្ញាអញ្ចឹងហិចបិទកតុយមួយគឺយើងប្រើបកកាណេអូខេហើយបើ flow គឺដូចគ្នាឯងអត់មានឯង compare គ្នាឯងអញ្ចឹងគាត់តែចាំពីទៅថាបើប្រើ rectangle គឺប្រើបយ៉ាដុនឯងបើប្រើ cycle គឺប្រើបយ៉ាដុនឯងអូខេហើយតិចទៀតយើងនឹងទៅស្គាល់ស្អីគេជាយ៉ាដុនស្អីគេជាកាណេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មក data flow diagram យើងវិញអូខេអញ្ចឹង symbol នៃ data flow ហ្នឹងវាមានដូចជា rectangle cycle arrow ឬក៏ plus short text label អូខេអញ្ចឹងយើងប្រើវាដើម្បីអីអញ្ចឹងយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើ data input data output ធ្វើ storage point ហើយនឹងជាផ្លូវរវាងអូខេទិសដៅពីរឧទាហរណ៍ថាពី entity 1ទៅ entity 1អញ្ចឹងគេមានទិសដៅស្អីអញ្ចឹងទៅគឺគេបង្ហាញនៅលើ flow ហ្នឹងឯង data flow chart can range from the simple even hand draw process overview to in depth multiple level DFD that dig a progressive deeper into the how data is handled it can be used and analyze existing system or model a new one like all the base diagram and chart DFD can option usually sorry visually say things that would be hand explained in the world and they work for the both technical and non-technical audience from developer to CEO
That's why the FDA remained so population after all this year, while they work well for data flow, software, and the system. They are less applicable nowadays to visualizing, interacting, real-time, or database-oriented software or system. Okay, trước cái phép ha, data flow nó cứ dương phở dùm mẹ phương ca transfer để tôi dùng mối tình call dưới tựa căn CEO. Cho tiêu hoa tha khang business client kê màu dương ở mở rồi dưới nằm bây thuê software rồi gặp thuê system cứ kê như vậy tập đi process này. Ok, để tôi dùng mối nâng business và kê màu ấy. Thế nát, kê đăng thao ở xe code mấy hay mấy rồi gò đặt lẹ khăn mấy phở PHP nâng mấy cứ kê ở đăng ấy. Okay, chứ ở đây đây được học nia thử AI CEO được gọi client nâng hay những developer như nâng connect nia bán cứ tam là dạng flow diagram nâng này. Ok, chẳng bởi dương miên data flow diagram muối dương bỏ từ client dưới có kia mưa dưới bỏ màu developer dưới có kia mưa dưới chẳng nè đại căn chỉ project manager được gọi project management nâng cứ thử thử mấy là mấy ói stakeholder pin nâng ai connect nia bán. Anh chẳng ưu tiên hoa là client boss ấy máu có và chiếc manager phải để ai developer ở thử chẳng developer và developer máu ở thử để 8 client để có trong bàn này cho nó. Ok, chẳng kịp hờ data flow này cứ phở sử mẹp càng nghiệp bạp nặng kháng client của dũng kháng developer của quạt dũng thay dương trong bàn ấy thay dương tới thử ấy. Ok, chẳng hạn khổm này cứ tệ tôn với data flow diagram mới để kia example máu hay là khổ nâng dương miên chia user chẳng user này cứ chia ấy như dương dương miên chia process order hay dương miên muối pi bay. Ok, miên ordering, miên invoice, miên user hay dương miên collect payment, dương miên ship product, dương miên user tiết hay dương miên fulfillment tiết. Ok, chắc là cục bà hai mình đọc đi score là đi mua nha nè. Ai bị chạy bà nó, mua nít cứ chị ấy Data Store. Mình chắc ta tương cho mua nâng sẽ nhạp hồi nít. Ta tương mới ấy Data Flow. Ok, chắc ta tương cho mua nâng Rectangle nít Entity External Entity. Ok, chắc ta tương cho mua nâng User nít mít pi sẽ top ní chụp nữ nơi ghê chứ đó nè toàn score là nơi ghê. Ok, chứ là lấy chứ score ban data store chứ score ban data flow chứ score ban entity chân cái mean entity process order muối sorry đây chỉ mean entity thế là nâng đi chìa process hay mình nè chìa process chân bởi vì chìa process chân bởi vì ọt thần được nông gia đón rồi có ọt thần được nông gà nề chân thần được nông nà. Ok, bởi chìa process. Ok, chân phục vụ vật này đi FD. Ok, chân đó thì tình yêu anh ăn viên mà chọc tức là cuộc khởi sẵn khai bằng tích tế. Chân data flow diagram were popular right in late 1970. Ok, chân nữ tu sụp vật chân nam chất sập. Ok, ai nâng đam chân nam nâng cứ viết thử ban kịp hờ chân arrive from the book structure design. Chẳng kì miên sập hơn mà các bác mô tha structure design. Ok, đây là kì phở nơi chuyển hóa năng. By compute point at Jordan and Lori. Ok, Constantin. Chẳng mình nên ha at Jordan nè. Hay nâng Lori Constantin nè cứ chỉ nè. Ok, phở lật sập hơn structure diagram nè. Hãy và cao tệ tương chừng mùi nâng DFD bởi dương bình nâng màu. Ok, chân cái data they base it on data flow graph. Chân cao vì muốn gọi là how data flow diagram tí cái how data flow graph. Ok, computation model by David Martin and Gareth Estrin. Chân cái data flow graph nâng cứ thử ban compute đó. Ok, David Martin hay nâng Gareth Estrin vậy. The structure design concept took off in the software engineering field and DFD method took off with it. It became more population in business cycle as it was applied to business analysis than in academic cycle. Also contributing was to relationship concept. Chúng ta tương với data flow với cái thử ban compute mau cho mùi nâng
Okay, concept 2 ទី 1 គឺ object oriented analysis design ឬក៏យើងហៅថា OOAD ហ្នឹង Okay, ចឹងអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង put forth by Jordan and Peter Code អញ្ចឹងមានន័យថា Okay, វាផលិតឬក៏លក្ខណៈថាអ្នកដែលបង្កើតអាហ្នឹងគឺ Jordan ហើយនឹង Peter Code ដែរហើយបន្តមកទៀតទើបមាន SSADM អញ្ចឹងជា version បន្តទៀតណាអញ្ចឹងវាជា structure system analysis and design method អូខេតាក់ទងជាមួយ SSADM ហ្នឹងអូខេគេដាក់ថា waterfall method to analyze and design information system អូខេ the rigorous documentation approach contrast with modern agile អូខេ approach search as scrum dynamic system development method the three other experts contribute to this right in the FD methodology was Tom DeMarco Chris Garnett and Chris Sazon they team up in different combination to be the main definer of the symbol and notation used for data flow diagram អញ្ចឹងចុងបញ្ចប់ data flow diagram យើងត្រូវបាន combine ចូលគ្នារវាង3អូខេមាន Tom DeMarco Chris Garnett ហើយនឹង Chris Sazon អញ្ចឹងសរុប3នឹងចូលគ្នាយើងបង្កើតបានជា SSADM អញ្ចឹងបោះ Garnett ផ្សេងបោះ Jordan ផ្សេងបោះ DeMarco ផ្សេងអូខេអញ្ចឹងបោះ Sazon ផ្សេងអញ្ចឹងគេមាន symbol រៀងខ្លួនដល់ពេល combine ចូលគ្នាទៅបានជា SSADM 1អូខេចាអានឹងប្រវត្តិ symbol របស់យើងហើយមួយនេះជា symbol ហើយនឹង notation ដែលយើងប្រើនៅក្នុង DFD អញ្ចឹងគឺមានតកតងមួយ symbol ដែលសាមញ្ញ3របស់ Jordan and Code ហើយនឹង Jordan and DeMarco ហើយនឹង Garnett and Sazon អញ្ចឹងមាន3ប្រភេទហ្នឹងសម្រាប់ symbol នៅក្នុង DFD របស់យើងអូខេហើយនៅពេលដែលបងប្អូន search តកតងមួយ DFD ទៅតោះគ្នានឹងឃើញឯងតើតើមួយ symbol វាគឺច្បល់ចូលគ្នាទាំង3ហ្នឹងដោយលោកគ្រូបញ្ជាក់ chain notation ជាមួយនឹង group notation អញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងដូចគ្នាតើតើមួយ3ប្រភេទហ្នឹងជួនកាលទៅយក data flow ពីនេះមកជួនកាលទៅយក data store ពីនោះមកយកមកដាក់ទៅអូខេអញ្ចឹងវាអត់ logic ទេហើយមួយទៀតមានន័យថា developer ហ្នឹងគាត់អាចបាន specific ទៅលើ notation ប្រភេទណាមួយប្រភេទរបស់ Jordan ឬក៏របស់ Garnett ឬក៏ Jordan DeMarco ឬក៏ Jordan Code គឺគេអាចបានកំណត់ថាយកអាហ្នឹងយកមកប្រើគឺ combine ចូលទាំង3ទាំង4ហ្នឹងមួយគ្នាហ្មងអូខេអញ្ចឹងតណ្ណណា keyword នេះជា keyword ដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចាំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារមួយ DFD ត្រូវ note ទុកថាអញ្ចឹងគួរតែប្រើ symbol មួយណាបោះ Jordan Code ឬក៏បោះ Jordan DeMarco ឬក៏បោះ Garnett Sazon ដល់ណាអូខេហើយបន្តទៀតចាំយើងទៅមើលថាអាប្រភេទតាក់ទងមួយ symbol បែបណាជាបោះ Jordan Code ប្រភេទ symbol បែបណាជាបោះអូខេ DeMarco ហើយ symbol បែបណាទៀតជាបោះ Garnett អញ្ចឹងបែងចែកប៉ុណ្្នឹងទៀតទៅគឺយើងអាចបញ្ចប់វាបានទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង DFD rule guideline របស់យើង symbol របស់វាគឺទី1មាន external entity អូខេអញ្ចឹង external entity មានន័យថា an outside system that send or receive data អញ្ចឹងបើគេនិយាយពី entity គេលេងនិយាយពី table ណាគ្នាយើងនៅក្នុង data flow គេនិយាយអំពី outside system ឬក៏ stakeholder ណាមួយដែលធ្វើការ send ឬក៏ receive dataមួយទៀត communicating with the system okay being this diagram អញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែវា related ជាមួយ system យើងបានឬក៏អាច communication ជាមួយ system យើងបានចឹងអាហ្នឹងឯងជា entity ឬក៏ជា external ឧទាហរណ៍លោកគ្រូធ្វើ login okay system ចឹងក្នុង login system បើណាគេជា external entity គឺ user យើងហ្នឹងឯងចឹង user គាត់ធ្វើការ input ទៅមានន័យថាវា send ហើយដល់ពេលវា output មកវិញមានន័យថាវា receive ហើយអូខេទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង process ចឹង process
Any process that change the data producing an output, it might perform computation or sort data based on the logic or direct the data flow based on the business rule. A sort label is used to describe the process such as the submit payment. ចឹងមានន័យថា process វាគឺជាដំណើរការមួយដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ data ឬក៏យើងអាចផលិត output ឬក៏ផលិត input អីចឹងទៅចឹងអ្នកនរគ្នាទៅចាំថាបើយើងចង់ចំណាំថាមួយណាជា process យើងត្រូវចំណាំបែបម៉េចចឹងទៅចាំថាឲ្យតែវាជាកិរិយាសព្ទជា verb ball ចឹងអាហ្នឹងគឺជា process ហើយឧទាហរណ៍ថា make payment make order អូខេឧទាហរណ៍ថា sell អូខេឬក៏ purchasing ចាអាហ្នឹងឯង sorry អត់មាន sing ឯង purchase អូខេចាអាហ្នឹងឯងវាគឺជាអូខេ process ហើយ register អូខេ confirm confirm ចាអាហ្នឹងជា verb ball ទាំងអស់ហើយវាជា process ដែលមាននៅក្នុង DIP របស់យើងមួយទៀតគឺ data store data store នឹងវាគឺជា file or repository that hold information for the later use such as database table or membership form each data store receives a simple label such as order ចាំមានន័យថាម៉េចមានន័យថា data store គឺជា repository មួយឬក៏អូខេជា database មួយដែលយើងប្រើវាសម្រាប់ធ្វើការ store អូខេ store data របស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាអូខេមាន process ទាំងអស់នេះមានអូខេ external entity ហើយទាំងអស់នេះអត់មាន data store អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ fail ហើយ system ហ្នឹងទៅមុខអត់រួចទេតើដាមានន័យថាម៉េចមានន័យថា external entity ហ្នឹងគាត់ធ្វើ process មួយ input data អញ្ចឹងសួរថាមានអីសម្រាប់ store data ហ្នឹងអត់មានទេត្រូវអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់មានអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងsystem ហ្នឹងគឺ fail ហើយ data flow ហ្នឹងគឺ fail ហើយចឹងដាច់ខាតត្រូវតែមាន data store ក្នុងហ្នឹងអូខេទី2 sorry ទី4 data flow ចឹង data flow វាគ្រាន់តែជា route that data take between external entity process and data store ចឹងមានន័យថា data flow ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាផ្លូវសម្រាប់ data យើងរវាង external entity ជាមួយនឹង process ជាមួយ data store ចឹងតោះឥឡូវហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមាន4សំខាន់ធាត external entity process data store ហើយនឹង data flow អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាទៅមុខទៀតអ្នកនរគ្នានឹង note បានហើយថាហោ external entity មានសិទ្ធភ្ជាប់ទៅកាន់ data store នឹង direct អត់អូខេឬក៏ external entity ភ្ជាប់ទៅកាន់ data flow ហើយភ្ជាប់ទៅកាន់ data store បានអត់ចាអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌវាបន្តទៀតអូខេចឹងយើងមើល notation នៅក្នុងនេះចឹងមួយនេះជា notation entity របស់ Jordan code ហើយមួយនេះគឺរបស់ Gane session ហើយមួយនេះគឺជា process របស់អូខេ Jordan code គឺ cycle ហើយមួយនេះគឺជា process របស់ session របស់យើងចំណែកមួយនេះគឺជា data store របស់អូខេ Gane sorry Jordan code ហើយមួយនេះជា data store របស់អូខេ session របស់យើងអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យទាំងអស់គ្នាទៅមើល DFD 1 example DFD 1ហើយទាំងអស់គ្នាមើលទៅថាវាប្រើបោះអូខេប្រើបោះមួយណាចឹងទាំងអស់គ្នាអត់អាចកំណត់បានទេថា data store នឹងប្រើបោះ Jordan ឬក៏ប្រើបោះកាណេអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំចូល Y ស្រុក paradigm នេះមកទី1Thompson មួយនេះចឹងមួយនេះវាប្រើតទៅជាមួយនឹងអូខេ symbol មួយណា Jordan code ឬក៏របស់ session Gane session អាចបញ្ជាក់បានអត់ចឹងទៅមើល symbol ម្ដងទៀតចឹងមួយនេះជា symbol របស់ Jordan codeentity ទម្រង់បែបនេះ process cycle ដល់ពី data store បែបនេះ data flow បែបនិយាយឲ្យដូចគ្នាចំណែកឯរបស់ Gane and session វិញគឺមួយនេះជា entity
hai mươi nít chia process chứ mà dân thiệp màu rút mùi nít thả ta kê pra chỉ mùi nâng ok DFD mùi nè bỏ gió đón rồi gọi bỏ Ganesha chân chẳng như mới đặt ra store mùi nè màu chẳng với thờ mùi ấy thờ chỉ mùi nâng Ganesha chân nhưng mà process mùi tiết có đến khi này này cứ chia process bỏ Ganesha chân ok mùi tiết đó khi này anh mà mơ nó còn lại ní hiện thông một tích có phần tế khlầm ok chẳng dừng open image máu chẳng mùi nè vì chia ok bọc hết đi ai phải đi bọc gia đón rồi cầu bọc cả nè anh chẳng gia đón cứ process viết cứ cycle chẳng ai để khuyên process cycle bài này viết cứ chia bọc gia đón này tại đó hai mươi tiết data store cứ thu mục thu khối rồi cầu bật mà chẩm hiền anh nó có chia gia đón này ok hai mươi tiết tại tôi một entity bởi vì cứ chia bọc hết rectangle anh nó có chia bọc hết bọc gia đón này ok chẳng mà sân chia lúc khủ ai tệ tông chủ mùi nâng ok bập hết data flow này tờ đó khi ai explain cái vô lọt thả viên miên đây thả mệt ok ủ tí ho là khủ đạp nâng tờ đó khi ai bỏ xe ba nót thả ok process và system ní virus bị nè tên nè hay việc thua càng như bài mệnh ok hai bác sẽ ba nó như dừng dương miên thấy dương miên external entity mùi sorry mẹ mùi tích cực phí employee mùi nâng account receivable department mùi ok tạm biệt những miền process chấm nút p ở bảy process thứ một create member account process thứ hai freeze account number nâng process thứ ba generate employee bank statement chấm này data store những miền p thứ một là member account thứ hai là employee ok chúng ta bây giờ entity mới này trong ác này ai cứ tham vi cứ chia ok bank system này hai chụp này tui mùi đây là miền employee hai nâng account receivable stake department rồi gửi dân hào thá phi nâng chia stakeholder rồi gọi chia external entity chân nó bê đây employee nâng quát ok trong bạc ca account chân quát thở thương mệnh chúng ta thử process mới cứ create member account chúng mình dân trong và các công ty này kia nhưng mình từ từ này kia là mấy bà account rồi có sign up tam giữa app ở dưỡng thật ok, bắt đầu mất tiết nếu bây giờ employee nâng có thử ca create account hay có nâng thử ca store data mới nó không thể bỏ employee ok to mất tiết tiết tông cho mùi nâng account receivable department mình này đã bốc lực là cái nông department để kì cực rộng là account nâng cứ có mình sức nâng cả free account nào mùi chân là mấy anh free account nào mùi mình này là mấy free nâng có account nâng tục ở đây là cả chắc có thời thư process mùi cứ free account number chân là mấy anh free account number nâng bán có thời chlong cắt data store mùi tiết cứ member account hay member account nâng với bạn màu bị nát bạn mau pi process mỗi cứ create member account toàn hết ok hình chứ ngài create member account nâng tục nè nè cứ tục nâng thay bỏ employee chân bây giờ vậy ông pi EO diagram mình là member account mình relationship cho mỗi nâng employee thay bỏ bỏ analyze the database có vấn đề bỏ analyze nâng nâng process mình là process thì mùi create member account employee thưa ca send the can ok system hai system thưa ca và ca account ban mùi và tao mất tiết
โอเคจะได้ process ที่2ดำไม่ไอ้ free account number บ้านคือคาง account department โอเคทุกแก free account นึงได้หุ่นตะกัน table 1คือ member account สำหรับทุกแก store account ได้ free ตกนึงจะจำไหนไอ้ process 3จ๊อมีในทำไมมีในท้ายื่น generate employee bank statement จังสู้ท่า account departmentก่อนไอ้มิสเซอร์เจเนอเรตต์ก็ก่อนมิสเซอร์ไหนก่อนไอ้ก่อนอัดเตะตัวไอ้นักน้องโปรเซสมวยนี่เหตุตอนนั้นจังมีแต่อินฟลูเอนซ์ลุ้นไอ้เต้แต่มิสเซอร์ตีนแบงก์สเตตเมนต์บอกลุ้นไอ้เนี่ยโอเคจังแต่ก่อนนี้เคยสัญญาผู้อินฟลูเอนซ์ก็หอมมวยผู้ซุ่มซูมมาทมติดมวยนี่จังนับเป็นแต่ก่อนนี้โชว์ในเรื่องโปรเซสถ้าจำอ่ะนักน้องดีไอ้ดียังโชว์เรื่องโปรเซสจีกูลจังก็ได้ท่า output but no input a miracle มีในทำไมมีในทำ free account บ่อยเยอะนึง output process มุ้ยตะกัน account receivable department โอเคจังยังมืออาทิบายทิบายมีในทำไม input not sufficient sufficient to product output a great whole จังมีในท่าเอาแต่คือสัญญาผลโจมเอาวิ่งคือจี inputคือสัญญาผลจริงเด้อวิ่งคือจี output ตอนนั้นโชว์เลือก process จากไหนนี่บริคุณยัยเลือก process มีในท่า process free account number มี output จำนวนปีตอนนั้นก็ไม่ได้บริคุณโชว์เนื้อ stakeholder มีในท่า stakeholder มี input โจมมาหมวยตอนไหนนั่งอัดโอเคจะบริคุณโชว์เนื้อมวยจอยนี้ create account memberจะมีในท่า process นั้นคือมี input โจมมาเราหดดอกใบตอนนั้นให้เอามี output ตัวไหนจากนั้นคือการปรับแปรงแต่ตรงจมูก DFD บ่อยยิ่งโอเคจังสมสังเขปนั้นจังตัวมุกเทียดคือขอนาอันนี้ใบใจเวียได้กับเวียงกันเน่ notation จมูกนั้นโอเคยอดดอน notation หรือก็ symbol โอเคจังดิจิมีนมวยนี้โอเคมวยนี้จังมวยนี้คือเตะตรงจังมวยหนึ่ง data flow diagram บ่อยยืงโอเคให้กับวีมีนเตะตรงจังมวยหนึ่ง flow chart นักน้องนักได้ให้นี่คือประเภทGarnier-Sharson notation ให้นี่คือเจ้าประเภท Jordan code notation จังเวมีน symbol แบบหนึ่งแต่เป็นแต่ออกนี่ทั่วการนี้ขนมกับรัฐ advanceanh những chụp việc bằng nặng ok hình chứng ở dưỡng mà mới tết tương chụp mùi những data store để miền được data flow diagram cứ vì miền bay bộ phết này để kịp bình dụng hợp chứng kế miền data store cho họ chuyên cho họ stamp miền ạ bật việc hàng chuyên hay miền bật bật lọc nâng nâng hay đặt ID chỗ chứng data store này để từ họ nên kết thả lọ phở chiến vô mùi nâng tự và đây là vụ recommend để phở mùi này tại sao vì miền ID sẽ mẹp cũng nặng.Trên đó thì ai cũng nói từ lưu process và system được ở địa bàn thông viên viên process hay khỏe ok khang khổng này còn là chỉ ca bài trai tế ok hình chấn chỉ cố cứ từ ở địa bàn là chuộc tại pi này hề ok nè chuộc tại pi này được nóng DFD ok symbol giờ đón hay nâng cả nề hay từ mục tiết từ ở địa bàn là chuộc processบอกยอดอนจำนายไอซิมบอลบอกกันเองสรีดัตต์สโตร์บอกกันเองจังกรมเฮียเอาเลยตอนนั้นเป็นเด็กฮะยืนคอยในสมยุกไปโชว์คืนเต๋อเผื่อมือหน้าก็เผื่อเต๋อก็วันนี้บอกเผื่อไอเถื่อตามตุ่มรุ้งบริษัทเจกี้เผื่อบอกยอดอนคือบอกยอดอนต่างอ่ะมันไอฉลองมากันกันเองบริษัทเผื่อบอกกันเองคือกันเองสดก็เต๋อเผื่อบอกยอดอนก็มาฉลองคืนตอนนั้นโอเคจังโน้ตตะปันนังตุกตะบานเองโอเคขนมนี้คือ DFD rule and tip จึงกระดาษ each process should have at least one input and one and an output จึงถ้าจำท่าเราไปได้แต่ออกเนี่ยโย่ symbol process มวยหมกกูลูกตราแต่มี input มวยหรือก็ output มวยอย่างติดตอนนั้นบริษัทเชียร์โย่ process นั่งหมกกูให้เอามี input เอามี output มีในท่า process นั่งนั่งตัดได้มาในไอ้เอามีตัวไหนตอนนั้นจึงบริษัทจีกน้องแก่นในออดอินพุตออดเอาท์พุตก็มีโยโปรเซสมากูบริโยเบียมาบอกว่าจีมีนมวยใหญ่อ
ai chỉ input của bạn, output của bạn, rồi có output phong, input phong của bạn đấy. Rule thứ 2, each data store should have at least data flow in and one data flow out. Chẳng nếu không data store bởi dưỡng cua tại miền dạng tích data flow cho mùi, rồi có data trên mùi, mình nên hàm miền input cho mùi, rồi có output trên mùi. Chẳng bỏ miền output có đây đây, còn bởi đây có lấy những cái bệnh chạy hai dạng hỏi nè, miền input cho hay đừng output trên. Chẳng bỏ data store dưỡng miền trên hay miền cho là có vấn đề đó thì thời trăm tha không biết thêm bỏ nè để tục data trao lệ dựng bằng cách thêm bỏ nâng mũi rồi data store nâng mũi cứ biết input trâu lệ hãy dựng nâng select viết rồi thì trưu viết cho tôi bỏ hàng kê nâng bên nào mũi ưu tiên hóa thêm bỏ user đó nghĩa mình biết input tên nấy trâu user mũi user p user 7 hãy đó nghĩa mình vừa dụ viết màu bên nâng bên đây user có trong edit theo trong đồ password trong đồ rule. Ok, chứ là năng ấy cứ viết output màu vầy nhảy. Chúng nói tiếp mấy cái data store in system, in a system must go through a process. Cho mình nên ha, data store bởi dưỡng cứ đạch hát thử tầm miễn process. Ok, hãy mới tiết all process in DFD go to another process or data store. Cho mình nên ha, process vì ai rút tới process mùi tiết, rồi có ai rút tới data store mùi tiết. Có phần tài không nên cái ổn sản xe tế phần tài đoàn thì thử nộp tục entity ổn ai direct the can data store bà này đó nát entity ổn ai direct the can data store bà này hết ấy vì thử cho các processing ok chẳng có tiêu hò mùi ổn tiêu hò user chẳng user còn miễn sức từ store data ổn bộ quân ổn cho các process registration cứ ở đây chẳng bởi đó khi đặt entity user mới hãy đặt direct data flow từ căn data store mới cứ theo bỏ user rồi còn user database cứ file lại còn lại nhận system nó cứ error rồi còn đặt ok chẳng biết phần nâng rule bỏ việc ok hay nó chăm rule mới tiết data store mới ở ai miền data flow từ căn data store mới tiết bài này chẳng lẽ khăn miền phí ok tìm mới ok entity on ai direct the can data store bán thì p data store on ai connect the can data store bán này chẳng note rule p nâng tục kéo mình sẽ xe thế ok mặc lại đi make entity DFD level and layer from context diagram to pseudocode chẳng nông ca ở thuê DFD cái bàn chai chia cầm rật DFD 0 rồi cái dương hào thang context diagram DFD level 1, DFD level 2, level 3 chẳng tự chẳng nó không level 1 vì mình process bảo việc nó nâng mới tiết chẳng sẽ kết chỉ DFD level 0 mình nên là mấy DFD level 0 ai bảo xe anh tích máu này dưỡng trên lúc xong script motion. Ok, chẳng DFD level 0 bởi dưỡng cứ mình tùm rung bằng năng nhưng mình hotel reservation muối mình input cho phí mình output the can guest muối nâng input, sorry, output the can admin phí nâng input phí admin mà với dưỡng nguồn muối hai, bởi tòa mà tiết dưỡng cho đó DFD level 0 sorry, level muối mà đó chẳng DFD level muối ní cứ kì lực cho guest muối dưỡng mà như vậy tòa nát chế lực hữu xong preview viết tư mặt hàng tiết chẳng cái lực cho cái sneak mà như vậy ok chẳng cái này nè cứ cái này nè guest that's box là gì guest that's box là gì chẳng guest that's box có thương percent hình phạt miễn mạng percent guest that's box là gì miễn bình process process thì mũi reserve process process thì bí inquiry hay tỏ mà tiếp thì mình data store chẳng luôn mạng data store bởi dưỡng mình chẳng luôn mạng tí đặt down storage nâng up storage ok chứ stakeholder bởi dưỡng cứ có cái tôi chẳng mùi nâng entity bởi dưỡng như mạng
miết mùi cứ sorry miết mùi cứ phì cái mùi nâng reservation story pha mùi ở trong bất tất cứ đặt ra story này mình đi thì nó sẽ viếp hở bật lại đi ok, cái đi bật đi chắc mình nâng với ai nhiên hả thể xây thiên tiên hàng lớn cứ reservation story pha chúng ta hãy hàng khổng down story, mình up story ok chắc mình viên process hay tiên lông nâng chúng ghé spot hai mươi reservation process, đào storage data được cả căn reservation storage file, ok hai mươi tiết process next thứ mình nhìn khuôn mươi tiết đại trình bị process mỗi cứ ok inquiry, đại inquiry nó liên quan data stock pi tiết cứ đào thế nào, ok chúng này hai reservation nước bia output process pi tiết room select process nâng report to admin, chắc là pi ní dương đừng vô biết thật quên to kiếm đó đó chứ nó biết là đó nghe cho là lý thật quên cái cho là quên lý thật quên cái bản TFD level 1 process 1 thứ có process 0 và đó nghe chắc là bị sâu tới đó đó chết 3 là nâng tâm quên như vậy ok chứ chứ ai tưởng mơ mà to tiết vì biết TFD mà to tiết hết ok chứ level 1 tới ấy chứ nhưng chỗ đó là level 2 mà đó chứ là level 2 cứ khi làm ất bị ghét nâng ngày inquiry tại đây ok chẳng inquiry nâng tất cả data store reserve chẳng tờ hai mean query processing mean reservation process mean searching mean wait test process mean confirmation process mean cancel process chẳng cái detail nó không nên tập ok chúng rồi là process tiếng off đại miên nó lên nè viết sao tài chia cả lại để tiếng off nè thử bình phong ok chúng muốn nâng cái lượng vô reservation process vừa chỉ cool thùng cho hết a ở lỡ cái đó viết chính cho nuốt đại query process vậy tại sao ấy query process cứ sầm đại từ ban tiếng off query language insert, update, delete, select ban được buồn chẳng bởi cái đặt query process cả lại nâng nó không reservation mean insert ok có biết trâu đại không reservation mean delete, update, select sao ta trâu được ngọt ok chẳng nếu các bạn bài process và to tế cứ kê của anh tư là VLP mà chẳng là VLP vì lùng ớt chiên nâng ok, được hôm tiết mean là VLP ớt ok chẳng là VLP và kê nó lại nè progression to the level 3, level 4 and beyond is possible but going beyond level 3 is uncommon cho mình nghĩ thế data flow mình nghĩ bởi dương quái từ level 3 tiết tức we tư chỉ uncommon này mình thông mà đại ok chẳng mình nghĩ thế tập bất ní dương ai phương process dương bà này hơi dương ai design form rồi có ai bằng cả data store rồi có ai thế bậc cao thép bó tam đại gia cầm nâng bạc ok cho đó niềm mơ bất nâng ai bậc cao thép bó chân luôn bộ mán là bây tục data nó không process thật ổn nâng hãy cho đi ai bậc cao form rồi có web page chân luôn bộ mán là bây phương ca nghĩa ở complete thật tam process mùi nâng ok trong bộ sân chế lực hữu chỉ nhiều hãy cho tất cả website bởi thật ổn nâng otihoaga.com chúng ta lưu cho tới lưu ai thua process mỗi cứ inquiry ban lưu ai thua process mỗi cứ reservation process ban hai reservation process nâng mến dương tập bạc cá form reservation này cứ dương bạc cá từ lưu ấy search từ lưu ấy search từ lưu ok room search từ lưu ok tiện tông chủ mối nâng lẹ cả nạn thập bật tục để dương chọn cọ ấy chẳng tờ ok và đó mà tiết dương ai phương ca cancel process vừa dương bên này dương cọc và tục chọc ok chẳng là phê đại tượng ổn đi analyze viết bài nâng hay transform viết tới chia ok webpage cứ ai transform viết bài bằng hay miễn bằng màn form miễn bằng màn table ok hay form nó không process nâng viết thử từ 8 process để dương cục này ổn chả nâng chia chuẩn đầy dùng khăn đấy đi ai phương đi vừa dương ok chúng ta sẽ dùng mình chơi con dùa này dùa từ transform từ can CEO được có client được có customer
đại kia chọn bán ok process rút bài bằng tạm thiết con rồi nhận được căn developer một quạt thằng anh implement code máu ban chẳng ở ok chẳng nâng cứ chia phần sắp đi ai đi bởi dự ok chẳng tạo lọc và càng nghe dưỡng đôi chân niệm nè tạo học niệm thử cụ đi ai đi nây project bỏ tạo học niệm đại tha vi rút bình nà tờ nát hay vi rút bài bằng mạch chẳng lực cụ đừng đăng ai tha tạo học niệm thuốc nâng cụm rạch nà nây system bỏ tạo học niệm nâng tạo nát ok chẳng miên tập bật nâng tiết xảy đi ai đi hai và to bị nâng tiết dương nâng từ riêng cụ quyền tích thá phở symbol bài 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 b